khói thuốc. Bây giờ 1, 2, 3.
để năm sau, đúng năm sau chúng ta chụp hình lại. Rồi bây giờ con mấy em nhỏ lên trước nha. Vâng, quý vị, và chúng tôi đã bán số lô tô lần 2, chỉ còn ít số nữa thì chúng ta sẽ sổ lần 2. Quý vị nào chưa có, xin vui lòng quý vị chúng ta ủng hộ 5 đồng một vé. 5 đồng một vé à, quý vị nào còn mua vé số nữa không ạ? À? Rồi đi kia, anh Cứu ơi, có người, có bác muốn mua vé số. Rồi, bên kia, rồi. Vâng, quý vị, đây là những gương mặt thân thương, những con em của giáo xứ, giống như cha chính xứ ngày hôm nay nói, nếu còn tiếng Việt, nếu còn văn hóa Việt thì người Việt vẫn còn. Vâng, và chúng con là những người thời gian thành viên trong giáo xứ quyết tâm giữ lại những phong tục truyền thống của người Việt Nam chúng ta bằng cách trao dồi tất cả kiến thức tiếng Việt cho các em. Vâng, cũng như là giúp cho các em có những ngôn ngữ Việt để mà các em sau này giữ gìn bản sắc văn hóa của người Việt của chúng ta. Rồi. Ready? Happy New Year! Rồi, cảm ơn các con. Xin mời các con về sân khấu. Rồi, bây giờ chúng con ăn tiếp nha.